Trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh năm 2024, GFI 2024, Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam châu Âu do Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocharm tổ chức nhằm tăng cường hợp tác, giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam. Hội nghị thu hút khoảng 150 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện các địa phương, hiệp hội ngành hàng, các tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, các doanh nghiệp châu Âu và doanh nghiệp Việt Nam. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, hội nghị đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các công nghệ xanh tân tiến và cơ hội học hỏi từ các doanh nghiệp đến từ các nước như Vương quốc Anh, Na Uy, Thụy Sĩ, Hà Lan, v.v. Đây là những quốc gia tiên phong trong chuyển đổi kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, năng lượng tái tạo. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp Việt có thêm cơ hội phát triển theo hướng xanh, bền vững thông qua các sáng kiến, chia sẻ chuyên môn và chuyển giao công nghệ, sự khẳng định niềm tin và tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư toàn diện giữa Liên minh châu Âu EU và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế xanh. Chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là các nhà nhập khẩu của Việt Nam, nhập khẩu công nghệ của Việt Nam sẽ tìm được những nhà xuất khẩu công nghệ từ châu Âu. Bên cạnh đó, như tôi nói, đó là các nhà xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu những sản phẩm xanh sạch từ Việt Nam, đặc biệt là nông sản, thủy sản, lâm sản, sẽ tìm được đường đến châu Âu và lấp đầy những khâu trong cái chuỗi giá trị sản phẩm và chuỗi cung ứng sản phẩm mà châu Âu đang cần. Tôi đã tham gia vào cái ngành hữu cơ của Việt Nam từ năm 2016 và đã phát triển lên cái ngành tiêu hữu cơ Việt Nam. Sau đó thì tôi có phát triển thêm cái ngành cà phê Happy, là một trong những cái nhãn cà phê hữu cơ hiện tại đang xuất khẩu đi các nước như châu Âu và Mỹ. Vì làm trong cái ngành hữu cơ được khoảng gần 10 năm, nên tôi cảm giác được rằng cái việc mà khuynh hướng xanh và sạch đó là khuynh hướng bắt buộc tất cả các doanh nghiệp phải chuyển đổi. Và đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ như tôi thì đang là cố gắng mỗi ngày. Chúng tôi phát triển từ vùng trồng hữu cơ ở trên những đỉnh núi cao hơn 1.700 mét. Để sau đó thì chúng tôi có những cái hạt cà phê hữu cơ đạt chất lượng xuất đi Mỹ và châu Âu. Chúng tôi cũng đi rất nhiều nơi và hiểu được rằng là cái xu thế mà xanh và sạch phải bắt buộc các doanh nghiệp phải tham gia. Và rất là cảm ơn Bộ Công Thương cũng như là Chính phủ đã tạo ra những cái chương trình rất là thiết yếu đối với những doanh nghiệp như chúng tôi có thể tham gia học hỏi và hiểu biết được cách làm để làm sao chúng ta có thể đưa được nông sản Việt Nam đi khắp nơi trên thế giới. Và lúc chúng tôi thì rất là tự hào vì tham gia và là một cái phần nhỏ trong cái việc mà xuất khẩu nông sản Việt Nam ra khắp nơi thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị, gần 80 doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu đã trực tiếp giao thương trong 6 lĩnh vực gồm tư vấn công nghệ, tài chính, vận tải và logistics, dược phẩm, năng lượng và tài nguyên, xây dựng. Tinh thần trao đổi cởi mở của buổi giao thương đã tạo ra cơ hội hợp tác dài hạn, giúp doanh nghiệp hai bên tăng cường liên kết, góp phần xây dựng một nền kinh tế xanh, bền vững và thịnh vượng hơn cho cả Việt Nam và Liên minh châu Âu.